Mời vào. Chủ tịch. Sao đấy, em có chuyện gì à? Dạ, em muốn xin phép chủ tịch cho em nghỉ phép một hôm ạ. Em làm sao à? Em bị ốm ở đâu à? Em không, nhìn mặt em hớn hở như này thì làm sao mà ốm được chứ. Thế làm sao? Nói nghe xem nào. Thưa chủ tịch, em chuẩn bị đi xem mắt anh ạ. Em nghe nói anh chàng đấy vừa đẹp trai, vừa ga lăng, lại còn tốt bụng nữa chứ. Chưa gặp người ta mà đã mộng với chẳng mơ. Chủ tịch, em xin nghỉ phép thôi, tại sao chủ tịch lại bực bội như thế ạ? Thì tôi ấy, tôi chỉ cho nghỉ với việc mà thực sự chính đáng thôi. Nhưng mà lịch nghỉ phép năm của em vẫn đang còn, thì em xin nghỉ phép là đúng mà đúng không ạ? Bây giờ cô đi gặp trai, đấy mà là việc chính đáng à? Nhưng mà cái việc mà em đi xem mắt ý, đấy là việc riêng của em. Còn lịch nghỉ phép của em vẫn đang còn, thì em đi xem mắt vẫn là được. Em xin nghỉ là hợp lý mà, đúng không chủ tịch? Vậy thì tùy cô. Vậy thì tùy cô. Chủ tịch làm như một chua ngoan hay không biết nữa. Chẳng hiểu là mới sáng ra ai đã chọc tức chủ tịch rồi. Tùy cô thì tùy cô. Thôi, bây giờ mình sẽ chuẩn bị bộ đồ xinh đẹp xong rồi đi gặp chàng. Em chào anh là anh Dương đúng không ạ? Chào em, rất vui được gặp em. Em dùng gì? Anh cho em một ly cà phê đi ạ. Kìa em, anh nghĩ con gái không nên dùng cà phê nhiều. Thay vào đó, em nên dùng trà hoặc nước cam, sẽ tốt cho da và tim mạch hơn. Thế ạ? Cà phê tuy tốt, nhưng cũng có hai mặt. Anh nghĩ cô gái như em thích hợp với trà, vừa tinh tế, vừa giúp cho tinh thần tỉnh táo. Dạ vâng, nếu thế thì anh cho em một tách trà đi ạ. Anh đúng là tinh tế mà. Em ơi, cho anh gọi món. Hiện tại anh đang là giám đốc của Vivu. Em biết công ty của anh chứ? Dạ vâng ạ, bên công ty của anh em có biết. Nhưng mà em cũng nghe nói là bên công ty đấy có rất nhiều nhân viên nữ xuất sắc. Chẳng nhẽ lại không có ai lọt vào tầm mắt xanh của anh ạ? Thực ra nói về xinh đẹp thì những nhân viên nữ bên công ty anh không thể nào so sánh với Tường San đây được. Còn nói về trình độ học vấn thì anh nghĩ Tường San cũng ăn đứt bọn họ. Không phải vì anh kén cá chọn canh, mà bởi vì họ là hoa đã có chủ rồi. Hóa ra là như thế, em cứ tưởng là anh đang tâng bốc em cơ. Không, những lời nói của anh đều là thật lòng. Anh cảm thấy rất là vinh hạnh khi được làm quen với một người như em. Chồng, anh ở đây rồi. Em xin em đấy, anh đừng có bỏ em có được không? Cô là ai? Tôi không biết cô. Em biết là em sai rồi. Anh đừng có bỏ em mà, anh Dương. Tôi đã nói là tôi không biết cô. Em ơi, em đứng dậy đi. Em sai rồi, anh đừng có đánh em nữa. Em không dám đâu ạ. Không sao đâu, ở đây có chị rồi, không ai dám đánh em hết. Em đứng lên đi. Anh ơi, chắc là cô ấy có vấn đề về thần kinh, nên là anh đừng có bận tâm nhá. Em có nhớ nhà của em ở đâu không? Để bây giờ chị đưa em về nhá. Em xin lỗi, nhưng mà chắc là phải hẹn anh hôm khác. Bây giờ cô ấy đang không bình tĩnh, em sẽ đưa cô ấy về trước ạ. Nhưng em có biết nhà cô ấy ở đâu mà đưa về? Em nghĩ là cô ấy vẫn được đi ngoài đường như thế này, thì chắc là một lúc nữa bình tĩnh sẽ nhớ đến nhà thôi. Thôi được, tùy em. Em xin phép. Cháu không về cùng. Em yên tâm đi, tí nữa anh sẽ về nhà cùng em nhá. Bây giờ bọn mình về trước nhá. Về nhà. Con điên chết tiệt. Thưa chủ tịch, đây là báo cáo phòng nội vụ, mời anh xem qua ạ. Thế buổi xem mắt cô thế nào rồi? Sao chủ tịch lại quan tâm đến chuyện này nhỉ? Dạ, anh ấy là giám đốc của công ty Vivu ạ.
tôi hỏi cảm nhận của cô về anh ta cơ mà. À, thế mà chủ tịch không hỏi thẳng vào vấn đề luôn, cứ vòng vo mãi. Em cảm thấy anh ấy là một người đàn ông cực kỳ ấm áp, tinh tế, lãng mạn nữa. Nói chung là em thấy anh ấy rất là tốt ạ. Con mắt nào của cô nhìn anh ta là người tốt đấy? Thì em cảm nhận là như thế. Cô cầm lấy. Cô về vào phòng nội vụ ấy, viết bản báo cáo khác cho tôi, rồi nộp nhé. Bản báo cáo này bị làm sao mà lại phải viết lại nhỉ? Dạo này chủ tịch cứ bị làm sao ấy, khó tính. Sao lại phải viết lại? Chủ tịch! Anh, em xin đến đây. Anh đi về với mẹ con em đi mà. Gì nữa thế hả con điên này? Em hứa là em sẽ không làm gì cho anh giận nữa đâu. Em cầu xin anh đây. Anh đi về đi mà. Bỏ ra, hoặc là tao cho mày một chân. Không, không, anh không được bỏ em. Mày, nơi đông người, đừng làm tao mất mặt. Mày thích điên điên dại dại thì cút về với mẹ mày, đừng có tìm tao. Anh này, em có sao không? Anh này, cô có biết gì đâu, tại sao anh mạnh tay như thế? Anh không cố ý, tại cô ta cứ bám giết lấy anh ấy. Anh Dương, em xin anh đấy, anh đừng có bỏ em mà. Anh ấy không bỏ em đâu, em bình tĩnh nào, bình tĩnh. Tống cổ con điên này lên công an cho rồi, hoặc là bảo gia đình nhà nó nhốt nó lại, để ra ngoài xã hội, phiền chết đi được. Để chị đưa em về. Em biết nhà cô ta ở đâu thì đưa cô ta về hộ anh cái. Cô ta mà còn làm phiền anh báo công an đấy. Thôi được rồi, bây giờ ấy bọn mình đi về trước nhá. Cô yên tâm, cô về nhà ăn nghỉ đúng giờ, anh ấy sẽ về với cô thôi. Em nói nhiều với cô ta làm gì, cô ta có hiểu được đâu. Không, không, cô nói dối. Anh không về đâu, anh không về. Trời ạ, phiền chết đi được, tại sao tôi lại phải về với cô? Anh Dương. Em bình tĩnh lại. Bây giờ anh ấy đang đi mua hoa đấy. Chị đưa em về nhà, sau em cứ ngoan ngoãn ở nhà. Anh ấy sẽ mang một bó hoa về cho em nhá. Mua hoa á? Mua hoa cho tôi á? Ừ, đúng rồi. Anh ấy sẽ mua một bó hoa thật là to, rất là to, để tặng em. Đi về nhà đợi hoa. Anh Dương sẽ tặng một bó hoa to, to hay là đúng to. Đúng rồi, thế bây giờ bọn mình đi về nhà nhá. Em chào anh ạ. Anh đến công ty của em là để ký hợp đồng ạ. Sao cơ? Em là nhân viên ở đây á? À, vô ý với anh quá. Lần trước em quên chưa giới thiệu. Em là thư ký của chủ tịch công ty FVM ạ. Em là thư ký của chủ tịch? Dạ vâng ạ. Nhìn đã biết, em là người xinh đẹp, giỏi giang, cứ ngỡ là nhân viên bình thường, không ngờ lại là thư ký của chủ tịch. Em giỏi thật đấy. Em đúng là vua phụ nữ mà mọi người đàn ông đều mơ ước. À, em cũng bình thường thôi ạ. Em lại khiêm tốn rồi. Mà anh có cảm giác anh đang bị lừa đấy. Lừa cái gì cơ ạ? Người xinh đẹp, giỏi giang như em lại là thư ký chủ tịch của một công ty lớn như vậy, chẳng lẽ lại phải đi xem mắt hay sao? Có khi lại ối anh xếp hàng chờ đợi ấy chứ. Anh lại trêu em rồi. Thực ra là tính chất công việc của em khá bận, ngoài đến công ty với gặp đối tác ra thì em cũng không có nhiều thời gian để mà làm những chuyện cá nhân ạ. Sao cơ? Em nói vậy có nghĩa chủ tịch của em là một người bóc lột sức lao động của nhân viên à? Không, không, anh đừng có nói như thế ạ. Chủ tịch của em mà nghe thấy, chủ tịch sẽ đuổi việc em mất. Thực ra là tính chất công việc của em có hơi bận rộn một chút, nhưng mà đãi ngộ lại rất tốt anh ạ. Ra là vậy à? Chủ tịch của bọn em là một người cực kỳ công tâm, nên là chắc chắn anh ấy sẽ không để bọn em phải chịu thiệt thòi đâu ạ. Em nói vậy có nghĩa chủ tịch em sẽ dễ dàng ký hợp đồng lần này với công ty của anh phải không? À, dạ không, cái này thì em không dám nói trước. Cái này là tùy thuộc chủ tịch mà. Em đừng khiêm tốn, em là thư ký của chủ tịch. Một lời nói của em có trọng lượng dưới một người mà trên vạn người. Chỉ cần em chịu mở lời giúp anh, kiểu gì chủ tịch cũng nể mặt. Dạ, chuyện này em sẽ mở lời giúp anh, nhờ phần còn lại là tùy thuộc vào anh đấy. Tất nhiên rồi, nếu hợp đồng lần này ký kết thành công, anh sẽ mời em đi ăn tối nhé. Dạ vâng ạ. Được rồi, mình đi thôi. Thank you.
Sao chủ tịch vẫn chưa đến nhỉ? Dạ, anh đợi thêm một tí, chủ tịch sắp đến rồi đấy ạ. Chủ tịch. Nghe đồn đây là giám đốc mà cô thư ký tôi quen được. Dạ, thưa chủ tịch, thư ký Tường San đây là một người thông minh, xinh đẹp. Thật là diễm phúc cho tôi khi được quen với cô ấy ạ. Ngồi cả đi. Dạ thưa chủ tịch, đây là anh Dương, giám đốc của công ty Vivu. Hôm nay anh ấy đến đây để ký hợp đồng với chúng ta đấy ạ. Được biết, anh Dương là một người rất là có năng lực và... Thôi được rồi, anh Dương là người như nào tôi là người biết rõ. Không cần cô phải PR tên tuổi đâu. Dạ, được chủ tịch quan tâm chiều cố là hân hạnh của tôi ạ. Tôi xin phép vào thẳng vấn đề luôn. Đây là dự án của công ty tôi. Mời chủ tịch xem qua và chúng ta cùng thảo luận ạ. Dạ, chắc là chủ tịch cũng đã nắm được nội dung của dự án. Vậy thì xin chủ tịch cho tôi ý kiến ạ. Về phần nội dung dự án ấy, tôi nghĩ là tôi cũng sẽ không cần tìm hiểu gì đâu. Bởi vì là tôi không có nhu cầu. Dạ, thưa chủ tịch, nếu như chủ tịch chưa biết được nội dung của dự án thì xin chủ tịch hãy xem qua. Cớ sao chủ tịch lại nói là không có nhu cầu tìm hiểu ạ? Tôi chưa hiểu lắm ạ. Thế thì để tôi nói thẳng luôn nhá. Tôi sẽ không hợp tác với anh. Dạ, sao vậy ạ? Thưa chủ tịch, nếu chủ tịch có gì bất mãn với tôi, xin cứ nói thẳng. Đây là lần đầu chúng ta gặp mặt, tôi cũng không hiểu nổi thái độ của chủ tịch ạ. Tôi không thích ý, là bởi vì anh quen với nhân viên của tôi. Vậy có được không? Chủ tịch, tôi quen biết với anh Dương thì đâu có liên quan gì đâu ạ. Trước giờ chủ tịch lúc nào cũng là người công tư phân minh. Chủ tịch không thể lấy chuyện công làm chuyện tư như thế được ạ. Đúng đấy ạ. Tại sao tôi lại bị hủy hợp đồng chỉ vì quen với thư ký Tường San đây ạ? Vì tôi thích cô ấy. Thì ra là chủ tịch đang ghen tị với tôi. Vì tôi và cô ấy đang tìm hiểu nhau. Vậy nên chủ tịch muốn phá hoại dự án này, để cho tôi bị công ty khiển trách. Và cô ấy thấy tôi bị thân bại danh liệt sẽ né tránh. Đúng vậy không thưa chủ tịch? Cậu thông minh đấy. Khá lắm. Đúng là chủ tịch một tập đoàn, người đứng đầu một công ty lớn mà lại hành xử như vậy. Tôi thấy anh hèn hạ quá rồi đấy. Tôi đâu có cần sự đề phục của cậu. Cái tôi muốn ý là cậu biến khỏi cuộc đời của cô ấy. Chủ tịch, nhưng mà anh ấy chưa làm gì quá đáng cả. Chủ tịch không thể nào vì chuyện tình cảm cá nhân mà quyết định thiếu suy nghĩ như vậy được ạ. Là tôi đang bảo vệ em đấy. Bảo vệ á? Hay là chủ tịch đang đem tôi ra làm trò đùa? Lúc nào mà chủ tịch thích ấy thì chủ tịch cho tôi gặp anh ấy, còn không thích thì lại dùng cách này để giành lại. Tôi muốn em đi à? Là tôi cho em đi à? Lúc nào? Thì chủ tịch bảo là tùy cô. Lúc đấy cô không nhận ra thái độ của tôi à? Tôi... Này, anh chủ tịch gì ơi, anh chơi như vậy là không đáng mặt đàn ông đâu. Có giỏi, đứng ra đấu tay đôi với tôi, có dám không? Cậu có đủ tư cách đấu với tôi à? Sao? Sợ à? Đây là hồ sơ bệnh án vợ cũ của anh ta. Em xem có phải là cô gái hay bám lấy anh ta không? Giấy chứng nhận tâm thần do bị chấn thương của cô Vũ Ngọc Bảo Linh. Đúng là hình của cô ấy rồi. Đơn ly hôn của ông Trịnh Ngọc Dương và bà Vũ Ngọc Bảo Linh. Đây là đơn tố cáo tội bạo hành do bà Trần Ngọc Mai, mẹ cô Vũ Ngọc Bảo Linh viết. Cái này... Tại sao? Tại sao anh lại có thứ này? Vì đơn giản ấy, là vì tôi thích cô ấy. Thế cho nên là tôi phải tìm hiểu kỹ càng hồ sơ lý lịch của người mà cô ấy thích chứ. Nhưng mà với cái lý lịch của anh ấy thì xã hội này cũng không chấp nhận được đâu. Nói gì là tôi? Không, tôi không làm gì cô ta cả. Theo như lời kể của mẹ cô Linh, trong suốt thời gian vẫn còn đang trên danh nghĩa là vợ chồng, anh đã suốt ngày đánh đập, dọa nạt, rồi lại còn tra tấn tinh thần đến cô ấy nữa. Tôi không làm gì nó cả. Tất cả những gì nó phải chịu là do nó tự chuốc đấy. Còn nữa, anh còn đe dọa gia đình cô Linh, cấm kiện anh lên tòa. Nhưng lưới trời tuy thưa ấy, nhưng lại khó thoát lắm anh Dương. Tốt nhất ấy, anh nên chuẩn bị tinh thần mà trả lời chất vấn của quan tòa đi. Cái gì? Ra tòa? Không, thằng này sẽ không ra tòa.
Con chó, mày đã hại tao, tao phải giết mày, tao phải giết mày. Sao chủ tịch lại biết chuyện này ạ? Em ngốc thế. Anh lúc nào chẳng theo dõi nhất cử nhất động của em. Ngay cả cái hôm em đi xem mắt, anh đã nghi ngờ rồi, nên anh đã cho người theo dõi anh, theo em đến tận nhà cô ấy đấy. Và lúc đấy mới biết thông tin đáng sợ như vậy. Vậy mà em suýt bị anh ta lừa nữa. Không sao đâu, có anh ở đây rồi. Không được, anh ta sẽ đến nhà cô ấy để gây chuyện mất. Chúng ta không thể nào để cho hắn ta toại nguyện được. Cái này em đừng lo nhé, anh đã cho người canh gác kỹ lưỡng rồi, cô ấy sẽ không sao đâu. Vậy thì tốt rồi ạ. Từ xa này, hình như là em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh hay sao ấy. Chủ tịch hỏi gì em cơ? Anh thích em. Dạ. Anh thích em. Chủ tịch, em không có dễ dỗ như vậy đâu. Em sẽ cho chủ tịch cơ hội để tán em đấy. Em ra giá với anh à? Này, San, Tường San.